Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng mới đây, Phương Nhất Bác đã bị cư dân mạng Trung Quốc bàn tán về một câu nói của anh trong chương trình. Ở tập mới nhất, nội dung của chương trình nói về người cao tuổi. Anh và các MC khác đã hóa thân thành những người cao tuổi và có những cuộc trò chuyện vui vẻ. Khi đàn anh trong chương trình hỏi Phương Nhất Bác rằng anh ấy có nghĩ đến việc có 3 đứa con trong tương lai không, Phương Nhất Bác đã nói rằng 3 đứa con là quá nhiều, chỉ 2 là đủ rồi. Sau đó anh ấy nói tiếp rằng dù sao cũng phải có con trai để huấn luyện đi mô tô, trượt tuyết và trượt ván cùng anh ấy. Câu nói này vô tình đã dấy lên một cuộc tranh cãi bên cộng đồng mạng Trung Quốc. Một số cư dân mạng bình luận rằng đó là quan điểm gia trưởng phong kiến. Tại sao phải có một đứa con trai, con gái thì sao? Con gái không thể trượt ván, trượt tuyết và đua mô tô được sao? Một số khác thì nói rằng nhất định phải có con trai, vậy ý của anh ấy là gì? Có phải là sinh con theo ý muốn, sinh con chọn lọc hay không? Thậm chí nhiều hình ảnh về Vương Nhất Bác ngã xe hoặc trượt ván bị ngã được cộng đồng mạng đăng lên với nội dung chỉ trích rằng anh còn không thể làm tốt thì còn có thể dạy được con trẻ không? Ngược lại với những bình luận này thì một cư dân mạng khác đã bình luận có người thích con trai, có người thích con gái, có người thích dưa hấu thì có người thích xoài, đơn giản như vậy thôi. Tôi chú ý đến một bình luận dài hơi có nội dung như sau. Cư dân mạng này nói rằng điều này không có vấn đề gì cả, diễn giải quá mức. Lúc chưa lấy chồng, nhìn thấy con gái tôi cũng tham lam, muốn có con gái, là con gái đầu lòng. Sinh con thứ hai lại muốn có con trai, không có gì khác, chỉ vì con gái tôi sau này sẽ lấy chồng. Tôi cũng muốn có một đứa con trai, và bản thân tôi cũng thích trẻ con trai cũng như con gái. Có lẽ những gì Vương Nhất Bác đang nghĩ là anh ấy sẽ có một cô con gái trong tương lai, và sau đó anh ấy phải có một cậu con trai để có thể làm những gì anh ấy thích. Vì vậy, điều đó là bình thường. Đó là những quan điểm trái chiều về câu nói của Vương Nhất Bác mà tôi đã chọn lọc ra ở đây. Cuộc tranh cãi này kéo dài lên tới 30 trang trên diễn đàn và hiện nay nó vẫn tiếp tục thu hút thêm lượt bình luận. Phải thừa nhận rằng câu nói của Vương Nhất Bác dễ gây hiểu nhầm. Nhưng thực ra đối với các sâu tặc kỹ, đôi khi lời nói của MC chính là nội dung được ekip sản xuất lên kịch bản trước đó. Nội dung của câu nói có phần phiến diện thật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Vương Nhất Bác là một người đàn ông gia trưởng. Vấn đề trọng nam khinh nữ không nằm ở việc bạn thích sinh con trai hay con gái, mà vấn đề nằm ở chỗ bạn đối xử thế nào với con trai và con gái. Nói chung, khán giả không nên xét nét và suy diễn vấn đề một cách trầm trọng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mà các nghệ sĩ nổi tiếng cần chú ý hơn khi phát ngôn trước công chúng. Nhất là trong thời kỳ hiện nay, mạng xã hội bùng nổ và một câu nói đơn thuần có thể được biến tướng thành rất nhiều ý khác nhau. Với tư cách là người nổi tiếng, các nghệ sĩ cần cẩn trọng hơn nữa. Hiện nay câu nói của Vương Nhất Bác đang trở thành chủ đề nóng được bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong hoàn cảnh Trung Quốc đang phát động thanh lãng như hiện nay, liệu sự tranh cãi về vấn đề này có đẩy câu chuyện đi xa hơn hay không?